Mời bạn nam. Ngồi với ai? Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi, công việc của em là điều dưỡng. Hiện tại em đang công tác tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em ở đâu? Dạ em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Thảo 26 tuổi làm điều dưỡng ở Bình Thạnh. Mà bạn trai? Em tên là Đoàn Tiến Vương, năm nay em 32 tuổi, em là dược sĩ, hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp. Quê em ở Khánh Hòa. Hay quá, cũng cùng ngành nghề ha. Em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ em biết làm hết. Có tật xấu gì không? Thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy. Hả? Ngáy lớn không? Nhà nói thì chắc là em là ngáy lớn á chị. Anh ngáy lớn lắm hả anh? Điều dưỡng lo rồi. Về phải điều dưỡng ngáy là mệt. Có cách nào trị bớt ngáy không em? Có chị. Tại có một cái mẹo nằm ngửa ra thì mình sẽ ngáy, mà nằm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy. Mà em ngủ em hay nằm nghiêng ngửa. Về bên trái vậy. À vậy dạ. Hả? Nằm nghiêng. Có điều dưỡng đây sợ gì? Rồi em gái, khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em, tại vì em là một người sống tình cảm, cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc, hít thở thật sâu. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình, hồi còn sinh viên thôi ạ. Cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ. 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai? Do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi. Có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi. Nhà em ở Củ Chi, sáng em đi rồi chiều về là tới chiều rồi. Không có cơ hội tiếp xúc. Em thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha. Dạ em cũng hy vọng trai, là bạn mới mối tình rồi em. Dạ em thì tính ra em ở Sài Gòn này là 14 năm. Thì cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết 3 mối tình. Trời ơi dữ vậy đó hả? Cuộc tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ cách đây cũng 1 năm chị. Cũng quen nhau trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà trên trang á chị. Quay thì cũng trên trang bạn quen hò đó ha. Dạ. Sao chia tay? Em thì rất là chiều chuộng bạn gái, nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược, không có chính kiến. Tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy, chứ không phải là lý do là gì hết. Đó là lý do bạn gái chia tay. Chưa hợp, chưa đủ duyên. Thôi bỏ qua chuyện cũ ha. Bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dạ mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65, tính tình thì không gia trưởng, nói nhiều một chút xíu, có tính hài hước. Em không thích là bạn trai để móng tay dài, nói chung là nhìn bê bối. Em không thích cái đó. Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha. Có móng chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ em chắc 1m60 gì rồi. Rồi 60 là thiếu 5 phân rồi được không em? Tóc anh có vuốt keo lên không anh? Tóc mình không có vuốt. Có đâu vuốt. Nói chung vuốt nó cũng lên. Cũng không nhiều lắm. Sao cảm em? Trời dạ, ơi. Dạ. Tụi người ta tốt với mình, ta thương yêu mình được rồi. Dạ, em nghe chiều chuộng là em thích rồi. Rồi, bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người thương yêu mình là được chị. Tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác. Đúng rồi. Anh quan ơi, quan trọng không phải là hình dáng mà là dạ, trái tim. Dạ. Chào chị. Nói cao bao nhiêu? Em 1m6. 1m6 hả? Dạ. Vú keo cũng không được ha. Thôi không sao. Dạ. Mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Mình phải chăm sóc dạ, bạn gái mình trai mặt rồi. Kỹ vô. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Cũng tình cờ như hôm bữa là em đi uống nước. Thì có một ông thầy, nói chung là ông nói em là đã 3 cuộc tình. Thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết. Rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ. Dạ. Ủa cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không? Dạ thưa chị là em cũng đi coi thầy rồi. Một là năm nay hoặc là 2 năm sau ạ. Anh ơi, một là năm nay, hai là 2 năm sau nha. Phải là 1 trong năm nay. Dạ. Còn không là 2 năm sau. Chứ còn bắt đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha. Dạ. Hai người đi coi thầy hết hả? Không, em thì tình cờ chứ em không có đi coi. Ủa em có trang điểm hả? Dạ thì cái này là có. Tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn. À là coi thầy luôn đó hả? Không, mẹ em nói là kêu ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không. À làm bao lâu rồi? Dạ em làm cũng gần 1 năm. Là thấy tốt hơn không? Dạ thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết, không phải thời gian. Rồi bây giờ lấy nhau về là mình làm dâu không em?
Dạ, nhà em thì không có làm dâu. Công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt. Rồi. Còn ba mẹ thì có kêu vô cũng không chịu vô. Rồi, thôi anh được ơi rồi. Không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh? Ờ đó, làm rể được không? Được em, tại vì nhà anh ba người con trai lận. Ba má chưa mà đòi bắt. Dạ không, có mẹ em, chúc mẹ. Trời ơi, bắt rể nuôi mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bắt rể không nha? Đàn gái đại diện ơi. Thì hôm nay em đi với mẹ em, với mợ, với chị đồng nghiệp. Rồi. Bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi, mời đại diện đàn gái. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo. Thì nói ngay Phương Thảo thì đi làm suốt à, về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm. Tại vì bé Thảo còn phải học thêm nữa. Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn. Cái gì cũng mẹ lo hết luôn á. Nên là nó là con gái út ở trong nhà nữa. Nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu. Nhưng mà dù bắt rễ thì coi con à, bắt rễ nhưng mà tùy nó thôi, hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết. Rễ này bắt về được không? Đó là tùy nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa. Về nhà có chỗ ở không cô? Có chứ. Củ Chi mà. Ở Củ Chi. Dạ cũng rào đất đai rộng rãi. Đúng rồi, đúng rồi. Có lập vườn gì không? Nhà chỉ chăn nuôi thôi, không có làm vườn. Nuôi gì cô? Nuôi bò với nuôi heo. Rồi về thích nuôi bò nuôi heo. Dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được hết. Được rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với lại hai em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Cường, là em ruột của anh Vương, cũng là đồng nghiệp trong công ty. Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương. Chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn. Trời ơi, hay quá. Nó chọn thì ảnh nấu đồ ăn cho tụi em. À. Ảnh thì rất là chịu khó. Thấy không, em trai đẹp cũng trai không em? Đẹp trai không? Chơi đẹp. Ảnh đẹp như vậy luôn á. Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp không? Thì em thấy hợp, cũng mong hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không? Ha? Ôi em gái, em chào. Dễ thương quá. Em hình dung anh này sao? Dạ 1m60 cũng hơi tròn người. Không có tròn. Không có tròn. Ừ. Một người sạch sẽ nè. Tại nãy em nghe vụ chân mày chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không anh? Tóc, tóc. Thôi, chuyện tóc bỏ qua đi. Anh bởi đôi khi mình có muốn cũng không như ý muốn đâu. Đúng em. Đủ xài á anh? Đủ xài. Dạ vậy được. Nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh. Vậy đó. Dạ. Vậy đi. Anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha. Em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn, chăm sóc bệnh nhân. Dạ. Đó ha. Điều dưỡng là tốt lắm. Rồi, anh thấy hai bên hợp đó nha. Hợp cho gặp nhau đây Linh ơi. Mình mở rào đi. Dạ em chào anh. Cảm ơn quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi. Khi này gặp anh là nó là của anh. Rồi cảm ơn em. Quà gì vậy em, mở ra coi nó cái gì. Dạ một cái ví vậy. À ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em đứng lên em đo với bạn trai coi. Dạ thì em chỉ nói là em 1m6 nhưng mà em là 65. Dạ đúng rồi anh là hơn 1m6 đúng không? Vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông? Sợ cái lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị. Thử lòng bạn gái mà. Sao ông đã khai đại nhiều tóc đi. Là em ở Bình Thạnh luôn. Em ở Củ Chi anh. Không ý là em ở là từ Củ Chi sáng chạy xuống. Dạ từ Củ Chi sáng em chạy xuống chiều em về. Sao thế? Dạ nếu có bạn trai thì khác. À. Dạ. Có bạn trai thì đón em mình. Dạ đúng anh rồi. Thì anh ở ngay Lê Quang Định. À Lê Quang Định anh. À, dạ kế bên luôn. Dạ kế bên luôn. Anh nhớ em tên gì không? Em tên Thảo. Dạ. 26 tuổi. Dạ. Em nhớ tên gì không? Dạ anh tên Phương. Dạ nhớ. Mỗi buổi sáng là em thường em đi ở trên đó em đi mấy giờ mới xuống tới đây được? Dạ khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh. Dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn hò thì sao anh nhỉ? Nói chung là thời gian em có thể chủ động sắp xếp được. Hẹn Củ Chi hay hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy. Hẹn bệnh viện nó cho nó gần. Ông bướu đó anh. Ý là ví dụ như hẹn Củ Chi thì anh sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn. Em thì làm việc giờ hành chánh. Có trực đêm nữa nhưng mà mỗi tuần một lần thôi. Dạ. Còn những ngoài giờ hành chánh thì 4:30 em được tan ca rồi thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như 4:30 tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về Củ Chi khuya. Dạ. Là mình đưa về rồi mình chạy về một mình. Dạ. Dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm trong dự định của anh ạ? 80.
Còn dạ, chủ yếu em. Là ví dụ như hai người mà nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không. Thực ra thì ba mẹ hay với nội thì cũng muốn là có cháu dâu. Thầy bói người ta đã coi cuối năm là phải cuối năm, còn không là phải 2 năm nữa đó. Thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng 1 tuần sau thì được chương trình gọi lên cách tin. Thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên, nên mình cũng muốn cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu, nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến. Dạ, em cũng hy vọng là mình đến đây thôi một cái duyên rồi, còn có nợ hay không là do mình thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cô gái cũng rất là thông minh, chín chắn đấy. Tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tay hợp lạnh. Lý nha. Hả? Cảm giác sao em gái? Tay lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm hả? Người ấm người lạnh dạ. Hả? Bây giờ thì hỏi xin phép mẹ lại coi. Xin phép mẹ một lần nữa coi là... Xin phép cô thì cho con được hẹn hò để tìm hiểu nhau với Thảo. Rồi xin phép thêm miếng nữa đi. Xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa. Xin phép cô. Làm gì hôn con nữa. Không đâu đến đây vậy. Má đi. Nào